nó lên cột mốc này các bạn. Ở trên kia là công trình của sân cua. Đứng ở góc này nhìn vào cái cảnh đồng bằng rất là đẹp. Lấy bay và lay cam rất là đẹp. Kia là tuyến cáp lên đỉnh. Đó là đỉnh. Đấy, khỉ đang ngồi. Lần trước lên chỗ tượng Phật này nó xuống hơi đông lắm, này nó không xuống. Đây có cảng cá rất là lớn. Đây là gần trên đỉnh núi rồi. Cái hốc đá, hang đá. Sông. Núi Bà Đen sung rất là nhiều, ngay trên đỉnh núi cũng sung. Leo đây là không mang đồ ăn thì cũng không sợ đói, có thể hái sung ăn. Rồi phía trước, làn đường phía trước, tiếp tục thôi các bạn. Các bạn đồng hành cùng mình nhé. Cái cổng là đẹp lắm. Các bạn thấy không, thì những cái nơi nào mà khó khăn ấy thường là theo câu chú Di Đà Phật, thì các bạn là
Đây là mấy con thần chú này, các bạn sẽ đi cảm giác cái nhẹ nhàng hơn rất là nhiều. Mọi người đừng náo loạn ạ. Đây. Đang đứng trên một tảng đá rất là lớn. Ở khu gần đỉnh núi này thấy toàn tre nữa. Đây là giang. Ồ là không phải bò măng đâu. Ủa? Ủa vẫn có giang hả? Ở trên này nhìn thấy hồ Dầu Tiếng rất là đẹp. Con thấy hồ Dầu Tiếng à? Lên gần với đỉnh núi rồi các bạn. Trên này đặc trưng là cây cỏ lau thôi, thì đa số các núi nhiệt mưa nhiệt đới đều vậy hết, cây bụi, không khí rất là mát. Mặc dù 12 giờ trưa, 1 giờ trưa rồi, trời nắng chang chang nhưng mà cái núi này rất là mát, nhất là gần hồ Dầu Tiếng kìa, có hơi nước, mùa này rất là nhiều nước. Các bạn thấy hồ Dầu Tiếng không? Cái ốc đảo ở giữa này. Mình nhắc này, đây là một cái hồ nước ngọt cung cấp nước cho nguyên khu vực mấy tỉnh miền Đông, cả thành phố Hồ Chí Minh cũng là dựa vào cái hồ này rất là nhiều. Mà lên cột mốc này các bạn. Trên kia là công trình của sân vua. Trên này đang xây dựng chưa xong. Đang xây tượng Bồ Tát các bạn.
cổng của cầu rất là đẹp. Nhiều vườn hoa cũng được. Ôi, tao không đi nữa đâu. Vậy xuống rồi, đâu còn đi nữa đâu. Nè, đây chắc nè đâu có đi lên nữa. Các bạn, trên đường đi mình thấy rất nhiều rác, rất nhiều ở từ trên đây mình lượm mình bỏ vào giọt rác khá nhiều. Trên đường đi có giọt rác, rất nhiều giọt rác, nhưng mà các bạn vẫn dọc đường mình lượm, mình vừa lượm chỗ đá mình lượm mình mang xuống bỏ vào giọt. Các bạn đi, các bạn cố gắng các bạn mang rác về, các bạn đừng vứt
rừng này các bạn. Nhưng mà lượm ba cái chai nhựa này ở phía trên này để bỏ vào rác này các bạn, đây rất nhiều rác. Đây, đi qua cái khúc này rất khó đi, mang một cái chai xuống. Đó là rất là nhiều rác này. Thì hy vọng là các bạn du lịch nha, các bạn giữ gìn môi trường nha các bạn. Mấy chai nước này thì các bạn có thể mang theo bao lô mà các bạn mang xuống rất là đơn giản. Ở đây có một cái đỉa đá rất là đẹp chảy xuống. Giờ đòn nước ngoài của Trung Quốc cái thứ. Các bạn có một cái kỹ năng có thể cứu sống các bạn trong trường hợp như này các bạn. Đây là cái chỗ rất là khó đi, phải làm cái người ta phải chốt những cái thanh sắt vào để đi. Thì khi đi lên thì các bạn cứ bỏ lên thôi. Đây, cái dây vịn là khó đi. Nhưng mà lưu ý khi mà xuống á, khi mà xuống thì các bạn rất là nhiều bạn đi tiến về phía trước. Các bạn những cái chỗ này các bạn phải đi giật lùi. Giống như là cái phương pháp mà các bạn trèo lên thang á. Trèo lên thang thì khi bạn xuống thì các bạn phải xuống lùi, chứ các bạn không được xuống tiến. Các bạn xuống tiến là các bạn cắm đầu xuống té ngã đấy nha. Các bạn phải đi lùi xuống nha. Chú ý một cái kỹ năng mà có thể cứu sống các bạn. Còn dưới thì khi mà đi xuống những cái từ trên cao xuống ấy, thì thường là sử dụng phương pháp đi lùi nhiều hơn. Kể cả những chỗ đá cũng phải bò lùi chứ không được bò tiến. Nếu mà bạn không vịn được vào cái gì đấy là bạn té, là các bạn không thể vịn vào đâu hết, cắm đầu xuống. Còn đi lùi thì nếu mà nhỡ sẩy chân cái thì các bạn vẫn có thể víu vào một cái gì đó ở phía trên cao, có thể cứu mạng các bạn, rất là quan trọng cho các bạn. Các bạn thấy gì không? Gà rừng, gà rất là đẹp, con gà trống. Đây. Chỗ này này cơm ăn. Đây. Đây, các bạn thấy không? Gà rừng đấy, đẹp không? À, một đôi à, gà mái nó đang dẫn đàn nó đi ăn. Gà mái ở dưới. Cảm ơn bạn đã đồng hành cùng Tôi Yêu Việt Nam khám phá những nét đẹp kỳ diệu và bất tận của thiên nhiên, đất nước con người Việt Nam, ẩm thực Việt Nam. Đừng quên đăng ký kênh, bấm chuông và chia sẻ những điều tuyệt vời này đến với bạn bè khắp nơi trên thế giới nhé. Cùng chung tay xây dựng Tổ quốc Việt Nam ngày một phát triển bạn nhé. Hãy cùng nói Tôi Yêu Việt Nam, I Love Việt Nam, Hello Việt Nam. Cảm ơn bạn đã đồng hành cùng Tôi Yêu Việt Nam khám phá những nét đẹp kỳ diệu và bất tận của thiên nhiên, đất nước con người Việt Nam, ẩm thực Việt Nam. Đừng quên đăng ký kênh, bấm chuông và chia sẻ những điều tuyệt vời này đến với bạn bè khắp nơi trên thế giới nhé. Cùng chung tay xây dựng Tổ quốc Việt Nam ngày một phát triển bạn nhé. Hãy cùng nói Tôi Yêu Việt Nam, I Love Việt Nam, Hello Việt Nam. Cảm ơn bạn đã đồng hành cùng Tôi Yêu Việt Nam khám phá những nét đẹp kỳ diệu và bất tận của thiên nhiên, đất nước con người Việt Nam, ẩm thực Việt Nam. Đừng quên đăng ký kênh, bấm chuông và chia sẻ những điều tuyệt vời này đến với bạn bè khắp nơi trên thế giới nhé. Cùng chung tay xây dựng Tổ quốc Việt Nam ngày một phát triển bạn nhé. Hãy cùng nói Tôi Yêu Việt Nam, I Love Việt Nam, Hello Việt Nam. Cảm ơn bạn đã đồng hành cùng Tôi Yêu Việt Nam khám phá những nét đẹp kỳ diệu và bất tận của thiên nhiên, đất nước con người Việt Nam, ẩm thực Việt Nam. Đừng quên đăng ký kênh, bấm chuông và chia sẻ những điều tuyệt vời này đến với bạn bè khắp nơi trên thế giới nhé. Cùng chung tay xây dựng Tổ quốc Việt Nam ngày một phát triển bạn nhé. Hãy cùng nói Tôi Yêu Việt Nam, I Love Việt Nam, Hello Việt Nam.